mấy lần trước á, anh em nó hở ra là bài giò nó chôn mình. Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tụi mình đang chuẩn bị đi quay nè. Hôm nay lựa được cái chỗ này quay. Ở đây đang hậu trường, mấy anh em soạn máy ra chuẩn bị quay. Ý tưởng của mình hôm nay là lấy mấy cái chai đó đó, chọi lên chọi xuống đập trên đầu. Giờ tụi mình set up máy đồ chuẩn bị quay nha. Nãy đưa mấy chai ra sang? 2 chai. Đủ không? Đủ chưa? Đủ hai dây đồ rồi nè. Không có đồng xu nữa. Đồng xu hồi trước làm mấy cái đồng xu hồi trước làm mấy cái clip ấy á. Clip cái gì đây ba, đá gì vậy? Tôi lại rồi, đúng quá. Cái này đá công an bắt á. Này cục hút ẩm. À để cái ấy hả? Được rồi, cái này cái cục sạc dự phòng anh ra điện thoại không có xài tới, bỏ vô đi. Được chưa? Set up máy. Thôi, để đây đi. Đây mua mấy chai nước uống đi rồi. Lôi đèn ra làm gì? Cất đi ban ngày lôi đèn trưa nắng chang chang vậy lôi đèn. Đây đi mua mấy chai nước ngọt đi. Rồi có tinh thần là bắt đầu quay. Chứ không có nước uống hồi điên luôn đó. Rồi ok. Vậy anh em ở nhà cứ ấy. Để máy ra. Bữa làm thuốc đâu chị rồi, em biết rồi. Thuốc đâu rồi? Cường. Hả? Mua cái gì uống đó đòi hỏi nữa. Má này chợ ra ngoài nó xa lắm, cái đầu cái chung cư đó có bán. Ra đó anh ly ra tí thì tới gì. Nhanh nha. Đây về set up cái là về ấy. Cái nào không lưu đường thì cất đi, coi kiểm tra cái nào xài ban ngày không lẽ xài vậy ấy không? Đứng về luôn nha. Có đâu khùng. Giờ còn mấy cái đồng này nữa ta. Phải không? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 nghìn. Hi, hi, xin chào tất cả các bạn. Cơ hội ngàn năm có một của mình đã rồi. Nó kêu mình đi mua nước mấy lần trước á. Nó, anh em nó hở ra là bài giò nó chôn mình. Chuyến này nó kêu mình đi mua nước. Mình sẽ mua 2 chai. Nhưng mà mình giấu ở đầu đây 1 chai này. Cái xong mình mang về. Mình mang về 1 chai. Tìm cách sao mà mình xịt nước thẳng vô mặt. Thấy mẹ nó, hai vị nó cho người ta nhiều quá. Bực mình bữa giờ là chưa có trò gì chơi nó. Ok, let's go. Và bây giờ mình sẽ đi mua nước nha. Nước ở đầu kia, ở trước kia. Trước kia là có nước. Hello các bạn, chói quá chói luôn. Và mình mua được nước về rồi. Anh em nó đang đẳng. Đây này góc quất để coi chừng anh em nó thấy. Đó. Anh em hả? Đó. Thấy mình ta ra đây chút xíu rồi thấy tụi nó đó đang dùng ở đây. Bây giờ tính mua 2 chai, bây giờ không có đủ tiền lãng mua quá đạo cụ hết trơn. Giờ còn có đủ mua có chai à. Giờ mình sẽ cầm mình lắc lên nha. Mày ở bưởi Ủa mà sủi bọt lên. Chắc phải làm thật nhiều thật lâu. Tao phải chết với tao. Nước về rồi. Tắt mồ hôi nha. Lâu vậy? Ôi trời. Đau. Có chứ, nước rồi phải uống đá chứ. Đi đầu đi. Kia nó không có bỏ tủ. Anh thủy đại đi còn ấy. Mở cái ca cho anh đổ vô cho. Nước gì hả? Không có chai vậy? Ừ. Hết tiền rồi. Bỏ tay. Ấy mấy ông còn xét tới đâu rồi? Xong hết rồi, giờ chị ấy rồi đó. Mở nước ra đi. Còn mấy đá nè. Đâu? Mấy quay thì đang lại cầm, rồi. Cầm cái ca đi anh mở nước ra, anh đổ nước vô cho. Dạ. Dạ thầy. Dạ. Oh no.
chết chứ tao. Mày chết chứ tao. Lớn chứ kì kì cô. Mày chết chứ tao. Ướt hết vậy sao quay? Uống đi rồi quay. Ướt cái gì? Thôi quay nữa nè, đồ ướt mày, hết nè. Bữa trước mày chơi tao dữ lắm. Lớn quá tự kỳ, bái chứ trò trò kỳ. Hên quá, hên là đủ mà có chai. Thôi anh giỡn mà, ai biểu anh em mày bình thường. Này nó cố cai chứ phải là nước trắng đâu, tí hồi chỉ nó bu đầy người á. Nè nè, ngoan lắm, thôi cho là uống đi, thôi. Uống coi tròn quần, uống để quay nè, mày nãy là ghét. Trời ơi. Rụt má bữa, bữa giỡn. Bữa giỡn tao, tao không giỡn. Bữa trước giỡn tao đó thì tao không giỡn. Bữa anh em mày giỡn đó thấy không? Anh mày bị anh Cường cho lại con. Bữa giỡn tao á thì tao không giỡn. Bữa nay tao giỡn lại cứ rồi giỡn. Đâu bữa trước anh có giận tí nhẹ đó. Có nhớ đó. Có đâu. Anh giận có một lát à. Cũng mang áo thôi không? Cường chơi ác quá. Đồ áo đâu cả. Cục ca chứ không phải là nước suối đâu nha Cường. Thôi giờ chờ nó cho nó phơi cho nó khô đi rồi quay. Cường chơi ác thiệt. Anh làm vậy mày là còn nhẹ đó đủ. Cái đó là nhẹ đó, gặp quỷ này là nó đổ từ trên đầu mình đổ xuống này. Thôi uống, nói giỡn chứ uống nước đi, xét máy chuẩn bị quay này thằng ông cố. Không uống nữa à? Gì nữa? Má giận, giận. Giận hờn gì nữa? Giận tao mày đổi ra ấy. Nè ấy đi, hồi nó có tí là tí thôi rồi quay cái gì đâu. Ừ có tí mà. Anh nhầm chứ không phải là nước xua. Danh hờn có sao, bỏ đi. Hên 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 không phải là tao. Đấy, máy móc đầy đủ chưa? Rồi rồi phải không? Ừ rồi, quay đi. Mic đeo bấm mic lên. Quay gì? Ừ được rồi. Quay được ba. Danh hờn réo gì. Danh hờn. Thôi để ấy máy đi. Máy nãy giờ quay hậu trường. Hãy quay đi.